Xin chào các bạn, hôm nay shop View Vũ Phượng sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu nón KLT K6. Với thời tiết cũng như là môi trường hiện nay thì việc lựa chọn một chiếc nón bảo hiểm 1/2 có kính dùng để chống bụi, chống nắng, côn trùng hoặc là để tránh đá văng vào mặt là một lựa chọn đúng. Điều đầu tiên là về giá thành của KLT chính hãng luôn luôn thấp hơn so với KT, tuy nhiên chất lượng không hề kém cạnh. Thứ hai là KLT K6 có mút lót giữa rất là êm ái, dày dặn, có thể tháo rời để thay thế hoặc là vệ sinh. Đồng thời em này còn thiết kế thêm hai bên ốc tai giúp che chắn cho tai không bị chói nắng hoặc là bụi bám vào này, tăng thêm cảm giác an toàn như là một chiếc nón 3/4. Thứ ba là trọng lượng của nó chỉ vỏn vẹn là 750g, quá nhẹ, quá nhỏ gọn nên ai cũng có thể đội được. Thứ tư là KLT K6 có kính dài tới cằm, được làm từ nhựa PC rất là dẻo dai, giúp chống nắng, chống UV, côn trùng. Đặc biệt shop View Vũ Phượng sẵn có thêm các màu kính như là trong suốt, kính đen, rìa vô ánh cam, rìa vô xanh dương, đi ngày và đêm cho các bạn lựa chọn. Hiện tại shop có nhiều màu rất là phong cách và có size cho các bạn lựa chọn. Size M sẽ phù hợp với các bạn có vòng đầu từ 52cm đến 55cm, size L từ 56 đến 59cm. Nhưng mình là nữ, có vòng đầu là 54cm, đổi size M rất là vừa được. Để chọn em này làm quà tặng thì các bạn sẽ được cộng 100 điểm tinh tế đó nha. Chúc các bạn tìm được mẫu nón ưng ý. Hãy mua đúng gian hàng của View Phượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, quyền lợi cũng như chế độ bảo hành các bạn nhé.